Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình chia sẻ cho các bạn tham gia một chương trình này góp ăn chia tổng giải thưởng là 500 tốc cặn HT giá trị khoảng là 4.300 đô các bạn từ sàn HXSwap nè. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn cần link mọi link mô tả dưới video mở link phong các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên của follow từ Twitter nữa. Rồi sau đó bạn bắt đắp lên. Sau đó các bạn retweet và tăng 3 người bạn mình vào các bạn. Trên Twitter các bạn like nè, các bạn chỉ nhận như tweet nè. Các bạn tăng 3 người bạn mình vào nè. Rồi tiếp tục còn đắp lên nè. Sau đó các bạn join vào kênh Telegram group nữa nè. Trên Telegram bằng join vào các bạn. Sau đó các bạn bắt đắp lên nè. Các bạn điền lại username Twitter của tất cả các bạn vào nè. Nó còn win VNN9. Tiếp tục các bạn gửi lên một link retweet nè. Thì bạn mở Twitter của tất cả các bạn ra nè. Các bạn nhấp cho ba cánh cùng, nhấp cho một hồ sơ nè. Rồi các bạn chia sẻ tại bài này nè. Bạn sẽ chép liên kết nha bạn. Rồi các bạn nhắn vô đây, các bạn nhớ tăng 3 người bạn của mình vào các bạn. Tiếp tục các bạn điền lại username Telegram của mình nè. Rồi tiếp tục các bạn điền địa chỉ với UBA của chain trên với MetaMask của tất cả các bạn nha bạn. Rồi các bạn copy địa chỉ với UBA của mình nè. Các bạn sao chép nè. Rồi các bạn gửi lên form nè. Rồi sau đó các bạn muốn gỡ được xong nha các bạn. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình góp ăn chia tổng giải thưởng là 500 tốc cần HT đến đây kết thúc các bạn. Chị mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.